nếu muốn lớn thì có thể đi chỗ khác làm, vì bác sẽ không nhận làm, vì cái xương của con nó không có đủ, cái xương nó cái mặt đáy á, tức là cái bàn giống như cái bàn á, trên cái bàn này nó không có đủ, mà khi mình đặt vô rồi thì cái túi nó sẽ bị túm như này, nó sẽ giống như cái túi như thế này nè, đặt vô nó vẫn vô nhưng nó sẽ bị vậy nè. Thứ nhất nó sẽ cứng hơn so với cái túi đệ tự nhiên. Cái thứ hai khi như vậy nó bó vậy, nó gọi là bất gọi là giả bồi sơ. Thì thứ nhất một đầu tiên cái phản ứng này con đời vô nó sẽ cứng hơn. Một cái thứ hai nữa thằng túi nó sẽ bị gấp. Thì do đó khi túi nó bị gấp thì nó bị gì? Một thời gian sau nó vỡ sớm. Con hình dung được không? Cho nên đó là cái lý do mà chắc chắn nếu con có đề xuất lớn thì bác cũng sẽ không nhận lại. Ta sẽ tao bắt coi. Con để ý nè, con thấy cái gũ của con nè, thấy không? Nó đang tập trung ra ngoài cho nên ở đây nó lõm nè. Bây giờ mình đặt cái túi ngực là sao? Đó ví dụ như ngực con là con đường nó sợ là khe nó một khít. Hiểu không đó? Có nghĩa là cái ngực này nhỏ xíu, vì cái thông số của xương lồng ngực nó nhỏ quá. Khi mà lại xương lồng ngực nó nhỏ thì giống như cái bàn túi nè, có thể là về nguyên tắc nó có được trải vậy thì cái túi nó có ok. Nếu giả sử mình làm tới thì nó lòi ra đây, nó lòi ra đây, sẽ xuống con hiểu không? Nó lòi ra đây á là nó này nó sẽ ép vô hoặc là nó tụt xuống này, nó sẽ xuống. Đúng rồi, cho nên cái đó là không được, cho nên bắt buộc mình phải đặt một cái túi nó phù hợp với cái giải phẫu của mình. Có theo bác thứ nhất á, một là con nên đặt con thích dung nhiều hay dung ít? Có cái tự nhiên thôi, dung quá. Thì con có thể con đặt extra, con đặt cái extra nhưng mà extra độ nhô trung bình cao, chứ không con không sẽ không phù hợp với độ nhô cao. Một là con sẽ đặt basic độ nhô trung bình cao, hai là con đặt extra độ nhô trung bình cao. Con nghe kịp không? Nếu con thích mà cái ngực mà nó rõ ràng, nó cái nhìn vô á, nó tròn thì nó rõ ràng, nó đầy, nó vuông á, thì con đặt extra độ nhô trung bình cao. Hình dung được không? Còn nếu con thích cái ngực mà ở dưới, tức là nửa dưới, nghĩa là từ nướng vú đi xuống tới tay chân được, nó đầy hơn so với từ nướng vú lên trên, có nghĩa là cái ngực nó giống như cái giọt thao giọt nước nhiều hơn, thì lúc đó con chọn classic độ nhô trung bình cao. Con hình dung không? Thì con một trong hai loại đó, thì hai cái đó nó sẽ khác nhau giống như cái form bác đang nói với con, còn về chất liệu nó hoàn toàn giống nhau ấy, nó không có khác nhau gì hết. Thì một là con nếu con thích hoàn toàn tự nhiên thì con có thể đặt độ nhô trung bình cao của dòng classic. Nếu con thích cái ngực nó hơi sexy một xíu, nhìn nó vuông đầy căng hơn một xíu thì con đặt extra độ nhô trung bình cao. Đối với cái số chỉ số đo là ngực của con á, thì nếu con đặt classic thì con chỉ đặt khoảng từ 250 trở lại. Nếu muốn lớn thì có thể đi chỗ khác làm, vì bác sẽ không nhận làm, vì cái xương của con nó không có đủ, cái xương cái mặt đáy á, tức là cái bàn giống như cái bàn á, trên cái bàn này nó không có đủ, mà khi mình đặt vô rồi thì cái túi nó sẽ bị túm như này, nó sẽ giống như cái túi như thế này nè, đặt vô nó vẫn vô nhưng nó sẽ bị vậy nè. Thứ nhất nó sẽ cứng hơn so với cái túi đệ tự nhiên. Cái thứ hai khi như vậy nó bó vậy, nó gọi là bất gọi là giả bồi sơ. Thì thứ nhất một đầu tiên cái phản ứng này con đời vô nó sẽ cứng hơn. Một cái thứ hai nữa thằng túi nó sẽ bị gấp. Thì do đó khi túi nó bị gấp thì nó bị gì? Một thời gian sau nó vỡ sớm. Con hình dung được không? Cho nên đó là cái lý do mà chắc chắn nếu con có đề xuất lớn thì bác cũng sẽ không nhận làm. Lớn hơn số đó bác sẽ không nhận làm. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai để tăng cái thể tích lên thì tương đương với 250 kia thì sẽ là 270 của extra. Hình dung được không? Có nghĩa là maximum, size maximum của con về túi extra là 270 và túi classic là 250, vì hai cái túi đó cái đường kính nó bằng nhau. Còn cái độ nhô, con nhét cái túi vô cao thì tự động nó giãn ra, nó ra phía trước một thời gian nó dùng nó bình thường à. Hiểu vấn đề không? Còn nếu trên số đó thì nó sẽ không nhận là làm thấy được không? Bự quá còn không được thì chỉ lấy túi classic 250. Chứ còn lớn hơn nữa thì bác cũng nếu mà cái do nó cũng như nó cỡ sao nó con cứ nhớ là hiện tại con không có gì hết. Con bỏ vô 250 thì nó sao này, nhìn này, ở đây con có được 10 cc là cùng. Con đặt 250 là con đặt 25 lần so với cái con đang có mà nhỏ vậy. Do mình nghĩ nó nhỏ thôi. Thì con lấy cái túi 250 cho em là tiện con. Lấy một túi 250 này cho bác. Ở dưới á. Tại vì thứ nhất á, con phải hiểu này, ví dụ như một cái túi nó lớn á, khi con đặt vô á, nó đâu có chỗ đâu nó nằm, thì nó bó túi thì nó hưng hết. Con hình dung được không? Cái này 250 nè. Này. Này bé này đặt extra đi con. Này nhìn đây này.
Không còn hiểu không? Nhỏ gì nữa mà nhỏ. Sau với nó là bởi vì nhỏ gì. Bác á, bác nói thật, với con á, nếu bác chọn thì bác chỉ chọn 225 thôi. Nhà tại vì thế anh thấy nhiều bác vừa xoay nhất con hiểu vấn đề không? Nó không có đủ. Nó đâu có đủ mua nhổ đâu mà nó nằm cái xương á. Cái xương cái em nó có nhỏ quá. Đúng rồi, con thấy không? Bỏ vô con thấy không? 250 mà thấy nó chiếm hết cái mà cái xương mà da bự ra chút xíu là mấy cái bự thì được rồi. Đúng rồi. Chính xác câu này. Vì khi mà nó nhỏ như vậy á, nó không có chỗ nó trải thì nó cũng hư được. Bỏ vô nó. Yeah, thấy mà sẽ is your body. Còn theo bác á, nếu mà cái suy nghĩ của con thì bác khuyên con này đặt extra, con sẽ thích hơn là con đặt classic. Hay nó dùng mà it's natural đúng không? Nhìn nó về classic nó sẽ natural hơn. Còn extra nhìn nó dùng quá này kia, nhìn nó giả con không thích. Giả quá đó thì đó cái đó sẽ tùy như nó căng. Từ con ra thích to mà. Thì đó lại thích to nhưng mà cái này nó tự nhiên cho nó đẹp chứ không con người được. Rồi từ đây. Quay lại bác coi. Quay này quay được quay được. Yeah, đó, em nếu mà đứng cái tương thẳng lên nó còn bự thêm nữa. 250 thôi, thì bác nói trước là mà tay số này bác không nhận là. Rồi, ok, 250 con. Yeah. Rồi, đợi 250 con. Yeah. Nếu con đặt 275 thì khoảng 7-5 là nó bỏ túi. Rồi, em có nghĩ là 1 năm sau cái nó gom lại nhỏ. Con lấy cái gì con? Em là... Cái túi nó gom à? Dạ. Túi nó gom thì nó bật khi nào nó bỡ nó sẽ gom. Ủa vì sao con nghe có nhiều người nói là sau 1 năm bắt đầu nó sẽ gom nhỏ lại. Thứ nhất đó là người ta làm à. Bây giờ bác sẽ giải thích cho hiểu nè. Dạ. Nó gom có nghĩa là phải giảm chi thức về mô. Túi nó là bạn mãi là túi. Dạ, đầu giảm. Dạ, con phải mở. Cái thứ hai á, con người con có cái gì đâu mà giảm. Tôi có mở, con phải mở, mở thì vậy. Ví dụ như thì người con ở vú con nó có mở á, thì giảm đi. Ừ. Chứ cái người con hiện tại nó chưa tới 10cc thì nó giảm chỗ nào? Ừ. Da nó không giảm, mô vú nó không giảm, mô sơ nó không giảm thì nó giảm cái gì? Con hiểu không? Cho nên phải rồi thứ hai nữa là một số người nó làm xong nó bị sưng nó to, cái họ thích cái đàn to đó, cái khi nó thấy to cái họ kia nó nhỏ, cái nó giảm. Con hiểu vấn đề không? Sao lại hết to? Hết to vì nó sưng. Họ làm nó chấn thương, nó sưng nhiều. Thì lúc thời điểm đó họ thích cái thời điểm mà họ mới làm sao nó sưng vậy đó. Rồi sau thời gian nó thấy sưng, thấy dịch, thấy đồ nó nhỏ lại. Thì họ kêu nhỏ. Còn bình thường nguyên tắc nó phải có cái mô giảm. Mà giảm trong cái mô giảm nó chỉ có duy nhất là mỡ được giảm thôi. Có những người họ mập lên thì cái vú to lên, có những người họ ốm thì cái vú nó nhỏ lại. Đúng rồi. Tỷ lệ mỡ nó theo. Còn của con có gì đâu mà giảm. Dễ rồi. Chứ còn cái túi này làm sao giảm? Dạ. Dạ. Đó. Nó có mình ổn mà cho nó có giảm ra. Nghe con nghe. Mình con người em nó ăn giờ giờ anh này em có gì để giảm không? Con có gì để giảm, con đừng có lo. Con cứ bỏ vô sau thì sau này nó y chang vậy đó. Dạ. Nha. Ok. Dạ. Em được sư gần phải sẽ nhận thôi nè. Đúng rồi. Chị coi gì họ bác đó hả? Họ bác gì không? Cái đếm mổ mà sao? Chân lực, cái này là chân lực không? Con này kia được. Nếu mà chị em chăng thì kéo cái lúc đó nó xệ xuống đó, như là nó che hết trơn. Ok. Dạ. Vậy con còn đi chơi được không? Nếu mà xong cũng như hai ngày sau đi chơi bình thường. Con đừng quýnh lộn, con đừng mầm mầm gì sao. Thì mấy ngày sau 3 ngày đi ra đi, còn trong vòng 3 ngày mỗi xong con cứ quanh quanh Sài Gòn đi ra thoải mái. Thì con có bay được. Sau 3 ngày con bay đâu bay. Bây giờ ý kiến con không quan tâm được. Ăn thức ăn thì sao? Ăn uống thì sao? Cứ ăn đi. Ví dụ như hải sản á, người ta nói là ông bà nói chứ không có sách vở là nói hay. Cho nên thay vì mình ăn 10 thì mình ăn 3 bột. Mình đừng bớt lại. Đúng rồi, mình bớt lại. Ví dụ như mỗi ngày mình ăn hải sản liên tục. Hải sản nó có nhiều loại. Tôm, cua, ghẹ thì nó liên quan ông bà nó là nó tạo sẹo lồi. Nó tăng sinh mùi collagen này, nó tăng sinh sợi này. Nó gây dễ gây sẹo lồi. Nhưng mà ông bà nói khoa không nói. Thì thay vì mỗi ngày mình ăn như vậy thì mình 1-2 ngày mình ăn, 3-4 ngày mình ăn. Ừ. Còn hải sản nó còn nhiều, ốc, cá, đủ thứ mà đâu có phải chỉ có tôm, cua, gà đâu. Dạ. Được. Là con ốc bình thường. Đúng rồi. Bác sĩ nếu mà lỡ ăn nhiều quá rồi có chuyện gì cái lại đây được không? Thì sẽ bị lo. Không sao hết. Bên này cũng có, sau khi mổ nó sẽ có cái chương trình dự phòng sẹo cho con đừng lo quá. Dạ. Bác nó còn cứ ăn đi không sao hết đó, nha. Ừ. Nghĩa là ăn heo đồ. Heo đồ bình thường hết, nha con nha. Thì, con ăn cả con heo cũng bình thường. Chị với em nó nói, cho nên tương đối thôi con. Dạ.